Ngày 11 tháng 7, Trung tâm Chính trị thành phố Châu Đốc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 2 năm 2023. Tham gia lớp học có 51 học viên thuộc các đảng ủy chi bộ trên địa bàn thành phố. Các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ dưỡng chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình đảm bảo ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội chủ động và tích cực hội nhập quốc tế nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên đảng cộng sản việt nam thông qua lớp học nhằm giúp cho các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị hiểu biết sâu sắc hơn về đảng cộng sản việt nam tư tưởng hồ chí minh về lịch sử hào hùng của dân tộc từ đó xây dựng ý thức tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị đạo đức lối sống nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của đảng